Canada là nước xếp hàng đầu trên thế giới về chất lượng sống, mức sống cao nhưng giá cả sinh hoạt lại thấp. Chính điều này đã thu hút không ít du học sinh đến học tại Canada. Tuy nhiên, rất nhiều sinh viên phân vân không biết là nên lựa chọn ngôi trường nào để thích hợp. Thì Tương Đại Dương xin giới thiệu đến các bạn một ngôi trường để các bạn có thể tham khảo, đó là trường Richmond School District. Thì được thành lập vào năm 1906, thì trường Richmond là khu học xá thứ 5 trong số 60 khu ở tỉnh British Columbia. Thì học sinh ở Richmond luôn thể hiện cái mức độ thành tích thông qua cái tỷ lệ tốt nghiệp cao, các cái kỳ thi cấp tỉnh, học bổng và tỷ lệ đậu vào trường đại học. Thì trường có nhiều kinh nghiệm trong việc hỗ trợ cho học sinh là tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, ESL, trên khắp Canada. Thì Richmond được coi là khu học chánh hàng đầu trong việc phát triển và đánh giá chương trình giảng dạy ESL học sinh quốc tế. Chương trình chuyên ngành đó là tiếng Pháp, tú tài quốc tế, vị trí cao cấp, thể thao, nghệ thuật. Chương trình giáo dục được cung cấp tại Anh, Pháp. Tổng số trường là 48, trường trung học cho các học sinh quốc tế là 10, tổng số học sinh là 22.000, tổng số sinh viên quốc tế là 650. Học sinh quốc tế được chấp nhận cho các lớp là K-12. Thì sân bay gần nhất đó là sân bay quốc tế Vancouver. Thì về cái vấn đề là nơi ăn ở, thì học sinh quốc tế có thể lựa chọn ở với một gia đình người Canada được chào đón nồng nhiệt trong khi học tập tại trường Richmond. Thì tất cả các gia đình homestay đều ở gần trường, thì các gia đình được lựa chọn rất là cẩn thận và chuẩn bị sẵn sàng để đảm bảo phù hợp nhất có thể cho cả học sinh quốc tế và gia đình homestay. Thì cung cấp những cái chương trình chất lượng homestay là một ưu tiên của chương trình học sinh quốc tế Richmond. Các chuyên ngành như là công nghệ thông tin, nghệ thuật biểu diễn và hình ảnh, âm nhạc, công nghệ ghi âm, xuất bản và thiết kế hỗ trợ máy tính, soạn thảo. Các cái chương trình đặc biệt dành cho học sinh quốc tế có cơ hội để ngày càng phát triển. Ở Richmond, học sinh quốc tế có thể tham gia vào các chương trình đặc biệt sau đây như là tú tài quốc tế AP, vị trí cao cấp AP trong khoa học, toán học, ngôn ngữ hiện đại, tiếng Anh và nghệ thuật sân khấu. Thị trường còn cung cấp các môn thể thao như là bóng bàn, golf và bóng đá. Ngoài ra còn có một số lựa chọn khóa học độc đáo khác dành cho học sinh quốc tế tại Richmond như là kỹ thuật, thiết kế thời trang, hàng không, du lịch và khách sạn, sinh học môi trường, đồ họa máy tính, sáng tác nhạc, đào tạo đầu bếp và các chương trình học nghề khác. Thì thông tin sơ lược đó là chương trình cung cấp toàn phần, một học kỳ, ngắn hạn, trại hè, trại mùa đông, đào tạo giáo viên và một loạt các hoạt động văn hóa và thể thao dành cho học sinh quốc tế tại trường và trong cộng đồng, bao gồm như là lễ hội, sự kiện thể thao, âm nhạc, viện bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật, các cái sự kiện bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn cầu lông, bóng đá, v.v. Thì ngoài ra khu học xá thì còn tài trợ cho một loạt các hoạt động cho sinh viên quốc tế miễn phí, chẳng hạn như là trượt tuyết, bowling, trượt băng và chuyến đi trong ngày đến Mỹ. Thông tin học phí và đăng ký thì cái thời gian nhập học là khoảng tháng 9 và tháng 2, hạn chót nộp đơn là không có thời hạn, là phí đăng ký là 200 đô, học phí toàn phần là 12.000 đô la và phí chỗ ở homestay hàng năm là 500 đô la, phí homestay hàng tháng là 900 đô la và phí bảo hiểm y tế hàng năm là 800 đô la, phí giám hộ hàng năm là 300 đô la. Thì tất cả các phí được tính bằng đô la Canada. Thì để chi tiết hơn, các bạn đừng ngần ngại hãy gọi ngay đến tư vấn viên của Tương Đại Dương qua số điện thoại là 0838484879 hoặc đến văn phòng 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Và còn có hai chi nhánh ở quận 5 và Nha Trang. Thì Tương Đại Dương không có chi nhánh ở ngoài Hà Nội. Xin chào các bạn, Canada là một trong những nơi có môi trường sống tốt nhất thế giới, mức sống cao, môi trường hiếu khách, sạch đẹp, một nơi an toàn để học tập, một quốc gia công nghệ cao. Thì thực sự Canada là một điểm đến để du học và trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ với bạn Nguyễn Thụy Thanh Trúc, một du học sinh vừa đậu visa Canada. Xin chào Thanh Trúc. Thì Thanh Trúc có thể là giới thiệu đôi nét về bản thân của em cho các bạn biết được hay không? Dạ em tên Nguyễn Thụy Thanh Trúc, em học trường trung học Hồng Cần Duộc. Em vừa mới tốt nghiệp lớp 12 xong và đã nhận được visa du học Canada. Thì tại sao em lại chọn Canada du học mà không chọn nước khác? Dạ tại vì em có người thân ở bên Canada và ba mẹ em cũng yên tâm gửi gắm em qua bên du học, bên đó du học. Thì qua Canada em sẽ học ngành gì? Dạ em sẽ học ngành kế toán tại trường Seth Polytechnic. Thì tổng thời gian của em học bên đó để lấy bằng đại học là hết bao nhiêu năm? Dạ
Dạ em học 1 năm Anh văn và 4 năm học chuyên ngành. Sau 5 năm em sẽ nhận được bằng đại học tại trường. Ừ. Thì cái dự định của em sau khi có bằng đại học tại Canada thì như thế nào? Dạ em sẽ quay lại Việt Nam và sẽ phụ giúp cho chú em, bởi vì chú em có công ty chuyên phân phối và sản xuất hạt điều tại Việt Nam. Ừ. Thì qua đâu em biết được công ty tên Mỹ Dương? Dạ em tìm hiểu qua trên Facebook và em đã inbox cho tư vấn viên của công ty. Em có đến công ty và gặp chị Quỳnh. Theo nguyện vọng của em là học ngành kế toán, chị Quỳnh đã đưa cho em trường tại Canada. Và sau 2 tiếng em với chị Quỳnh trao đổi với nhau thì em đã chọn được trường Seth Polytechnic. Các anh chị tư vấn cho em rất là nhiệt tình, nhất là chị Quỳnh. Thì một lần nữa thì Tân Đại Dương xin cảm ơn Thanh Trúc đã góp mặt trong chương trình chia sẻ hôm nay. Tân Đại Dương xin chúc cho em qua Canada học tập thật tốt. Dạ, em cảm ơn chị. Xin chào em. Dạ.